Chào anh em, mình đến từ MLM cho VN. Và ngày hôm nay anh em có thể nhìn thấy không? Đấy, mình đang có một chiếc điện thoại mà anh em nhìn vào biết ngay là tiền trục rồi đúng không? Đây là chiếc Galaxy Note 10 Plus mà bản Mỹ mình hôm trước mình giới thiệu ấy. Giá hiện tại bên mình đang bán là chưa đến 16 triệu đâu, hơn 15 triệu một chút thôi. Anh em nhìn thấy có xịn không? Đây là một sản phẩm sử dụng chip Snapdragon 855. Rất là mạnh anh em nhá. Và anh em có thể chơi game rất là nhiều game với sản phẩm này luôn. Rất là nhiều luôn. Thì để trải nghiệm chiếc máy này ấy, thì nó cũng rất là nhiều thời gian để mình có thể nói được về nó. Nhưng ngày hôm nay ấy, thì mình làm và so sánh nó với một cái chiếc máy bên cạnh này. Chiếc máy mà anh em ai nhìn vào cũng biết luôn. Đó, đây là một sản phẩm K20 Pro bản Premium anh nhé. Anh em nhé, cấu hình mạnh nhất thế giới luôn. Trông nó rất giống một sản phẩm K20 với giá chỉ hơn 5 triệu. Hiện tại K20 bản 128GB mình bán chỉ có 5.350 thôi. Nhưng đây là sản phẩm K20 Pro bản Premium, RAM 12GB ở bộ trong 512GB. Sử dụng chip Snapdragon 855 Plus anh em nhá. Rất là mạnh, mạnh nhất hiện tại luôn. Cấu hình của nó phải mạnh hơn con Note 10 Plus này luôn nhá. Và ngày hôm nay mình sẽ so sánh thử xem anh em nên mua chiếc máy nào. Nếu anh em chỉ quan tâm về khả năng sử dụng, chơi game, màn hình và hiệu năng, điểm số AnTuTu thì chúng ta sẽ nên chọn chiếc nào? Note 10 Plus, bởi vì nhìn đã thấy xịn rồi. Chứ sản phẩm này nhìn giống cái sản phẩm 5 triệu. Thế thành ra cũng không hào hứng lắm. Bỏ ra số tiền là 10 triệu. À quên mất, sản phẩm này hiện tại mình đang bán là 10.050.000 anh em nhé. Khoảng 10.050.000 thôi, hơn 10 triệu một chút thôi mà cô hình siêu mạnh luôn. Thế nên là nếu anh em bỏ ra tầm 10 triệu mà anh em được một chiếc máy mà chỉ trông giống một chiếc máy 5 triệu thì nhiều anh em không thích lắm đâu. Thế nên là nếu mà quan tâm về độ sang chảnh ấy thì chắc chắn là anh em sẽ chọn chiếc Note 10 Plus rồi đúng không? Nhưng bây giờ mình sẽ làm giới thiệu sơ qua về khả năng sử dụng cũng như điểm số AnTuTu xem nó như thế nào. Giờ chúng ta cùng xem nhé. Đây là một sản phẩm K20 Pro Premium màu đen. Đây là chiếc Note 10 Plus cũng là màu đen luôn. Đó. Thì mình đã cài rất nhiều cái ứng dụng và game ở đây rồi. Bây giờ mình chỉ chơi game, một số game cơ bản là mình hay chơi hay làm cho anh em xem ấy. Đó là game PUBG này, game Manfast. Mình có cài một cái phần mềm AnTuTu Benchmark ở đây nữa để mình sẽ chấm điểm AnTuTu cho anh em xem luôn. Thì về màn hình anh em có thể nhìn thấy chiếc Note 10 Plus có màn hình rất là to. Hình dáng chiếc máy cũng rất là to luôn và tất nhiên là sử dụng cũng rất là sướng rồi. Bởi vì bản thân nó có một chiếc bút S Pen ở đây. Chúng ta có thể làm rất là nhiều việc với chiếc bút này luôn. Nếu như anh em muốn làm văn phòng hay thứ gì thì chiếc bút S Pen này rất là tiện nhá. Đây, chúng ta lúc này có thể là nó đã hướng dẫn là chúng ta có thể chụp ảnh bằng cái bút này rồi, rất là tiện đúng không anh em? Ok, chúng ta không quan tâm về cái bút này bởi vì chiếc K20 Pro này không bút, mà trên thế giới hiện tại gần như là chỉ có mỗi chiếc Note có Samsung là có một chiếc bút tuyệt vời như thế thôi. Đó, bỏ qua đi. Ok, thì ở đây mình đã cài cái phần mềm AnTuTu Benchmark. Mình sẽ bật thử chiếc K20 Pro lên xem thế nào. Đây, mình bật lên cho anh em xem qua cấu hình nhá. Trước tiên là mình sẽ bật sáng màn hình hết cỡ đi, cả hai con cùng sáng màn hình hết cỡ luôn để cho nó dễ để cảm nhận nhá. Màn hình của K20 thì mình thấy có một cái màu sắc nó trung thực hơn, mình thực sự là như vậy. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy đây là phiên bản Premium Edition nhá. Chúng ta sẽ vào phần thiết bị để kiểm tra. Hiện tại sản phẩm này nó có tên mã là Rafael của thương hiệu Xiaomi, Redmi của Xiaomi. Sử dụng chip CPU là Snapdragon 855 Plus là CPU mạnh nhất hiện tại. Camera có 3 mắt chính là 48, 3 và 13. Độ phân giải màn hình chúng ta có thể nhìn thấy là 1080x2340. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy là RAM nó là 12GB đấy nhá. RAM là 12GB. Bộ nhớ RAM chống để sử dụng là 8200 MB. Đó, chúng ta nhìn thấy bộ nhớ trong của nó là 52GB nhá. Rất là khỏe luôn, anh em nhìn thấy đã thấy mê rồi. RAM 12GB và bộ trong 52GB. Mê luôn, đúng không? Còn bây giờ mình sẽ bật chiếc máy Note 10 lên xem như nào. Hiện tại Note 10 này là sử dụng CPU là Snapdragon 855. Đó, camera là 12, 12, 16 camera thì thông số không cao nhưng mà 3 mắt camera này có vẻ là mạnh hơn. Mình cảm thấy là mạnh hơn. Đó, chip đồ họa của nó đều là Adreno 640. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy RAM của máy này cũng là 12GB và hiện tại còn trống là 7GB4. Chiếc K20 Pro Premium làm phần mềm đỡ hơn một chút. Bộ ở trong là 256GB nhá. Đó, điểm cấu hình về AnTuTu là như vậy. Điểm trung bình đánh giá là chiếc K20 Pro bản Premium này là 452.000, còn chiếc này là 449.000. Đó, nhưng bây giờ mình sẽ đánh giá thực tế trên chiếc máy, hai chiếc máy này xem là như thế nào. Khi mà mình đã sạc pin tương đối là đầy với hai chiếc máy rồi đúng không anh em? Bây giờ mình sẽ chạy thử nhá. Ok, cho phép đi. Chúng ta cùng đợi khoảng vài phút để xem hai chiếc máy này
chiếc máy nào sẽ là chiếc máy chiến thắng. Thực tế đánh giá ở đây nhá. Mình vừa mở thử âm thanh thì mình phải nói thật với anh em là âm thanh của chiếc Galaxy Note 10 Plus hay hơn tương đối nhiều so với chiếc i20 Pro bản premium anh em nhé. Chiếc Note 10 Plus âm thanh của nó hay hơn, loa hay hơn, điều chắc chắn luôn. Ok, đó anh em có thể nhìn thấy trên thực tế thì K20 Pro Premium vì lý thuyết là cấu hình cao hơn, mà thực tế là cấu hình cao hơn thì công nhận là điểm số nó cao hơn anh em ạ. Điểm số hiện đại của hai chiếc máy ấy, thì K20 Pro bản Premium điểm số là 468.687 và hiện tại đang xếp trên 93% tất cả người dùng. Một điểm số đáng là mơ ước, bởi vì thực tế là con chiếc máy này là cấu hình hiện tại thuộc dạng là mạnh nhất luôn. Thuộc dạng là mạnh nhất luôn anh em nhé. Và điểm số của chiếc Note 10 Plus bản Mỹ sử dụng chip Snapdragon 855 của mình ở đây là 459.604. Thì chúng ta có thể nhận thấy dễ dàng là CPU của hai chiếc máy này nó chênh lệch nhau khá nhiều. Điểm GPU cũng vậy. Nhưng mà cái điểm truy xuất RAM ấy, có nghĩa là hai chiếc máy này đối với RAM là bằng nhau. Về tốc độ của RAM thì chiếc máy K20 Pro bản Premium chỉ có 67.000 điểm thôi. Trong khi đó thì chiếc Note 10 chúng ta là 86.000 điểm. Có lẽ là cái chip RAM của chiếc Note 10 sử dụng chip của Samsung luôn thì nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Nó rất là nhanh, điểm UX của chiếc K20 Premium thì tốt hơn. CPU đều cho nhiệt độ là 38 độ C. Đó, hai chiếc máy này mà có cấu hình nó đáng là mơ ước luôn đúng không anh em? Có điểm số cực kỳ là cao luôn. Đấy à, chúng ta có thể xem này. Đấy, nó test điểm số cực kỳ cao luôn. Chúng ta có thể vào đây xem lại cấu hình một lần nữa. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy này. Đây là phiên bản 975U. Đây là phiên bản Premium. CPU là Snapdragon 855 Plus nha. Một điều nữa là các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Mình thực tế mình nhìn thấy ở trên camera hơi khó nhìn một chút. Là màn hình của chiếc K20 bản Premium ấy.
Mình thấy cái màn hình với cái hiển thị màu sắc nó tươi hơn rất là nhiều so với chiếc Note 10. Điều này mình thấy hơi lạ, bởi vì từ trước là Samsung đều có những cái màn hình rất là rực rỡ như chiếc K20 bản Brand Boom, nên màn hình bản thân mình sẽ thích cái màn hình ở bên này hơn. Màu sắc rất là sặc sỡ và trung thực hơn. Còn màu sắc bên này nó hơi nhợt nhạt anh nhé. Mình cảm thấy cái màu sắc của chiếc Note 10 Plus nó hơi nhợt nhạt so với chiếc K20 và Brand New, mặc dù rất đẹp rồi. Đấy, bây giờ thì mình sẽ thử vào game để xem nó như thế nào. Mình sẽ chơi một game đó là game PUBG nhá. Ok. Mình sẽ vào chơi game này, là một trong những cái game mà anh em chơi rất là nhiều luôn, là chủ yếu là anh em hay chơi game online là chơi game này, game Liên Quân là nhiều. Bản thân mình thì không biết chơi Liên Quân nên mình sẽ chơi game PUBG. Âm thanh và loa của chiếc Note 10 Plus rất là hay luôn, mình phải nói là hay nhất từ trước tới giờ so với những con điện thoại mình đã được cầm trên tay. Loa rất là hay luôn anh em nhé, loa ngoài đấy cực kỳ là hay luôn, rất là nổi. Chiếc K20 bản Brand Boom thì chỉ bình thường thôi đấy, anh em nghe thấy không, chỉ bình thường thôi, ở mức độ trung bình thôi, như những chiếc điện thoại khác thôi, như những chiếc điện thoại 5 triệu thôi, là chiếc K20 thôi chứ không phải thực dạng nổi trội. Ok, mình sẽ vào game luôn. Trên này chúng ta sẽ cùng vào phần chỉnh cấu hình game nhé. Máy màn hình của chiếc máy này rất to luôn. À, một điều nữa thì chiếc K20 Pro hiện tại bản Premium hiện tại chưa có tiếng Việt đâu anh em ạ. Đây, mình sẽ chỉnh lên Ultra HD thì hiện tại chưa có, là chiếc máy nào có rồi. Mình chỉnh HDR rồi, mình phải chỉnh độ nét là cực độ này. Đó. Rồi mình vào gặp mấy ông Trung Đông rồi, nói giọng hơi khó nghe. Ok chưa, mình sẽ đồng ý nhá. Xác nhận và chạy vào bên trong để cho độ như thực đi. Ok. Đó. Trên chiếc K20 bản Premium này. Ok, mình cũng sẽ để giống như vậy nhá. Đây nha, mình sẽ vào đây. Ok. Đó, các bạn có thể nhìn thấy ngay từ phía này nhá. Thì màn hình của chiếc K20 bản Premium rất là sáng. Sáng và sắc nét hơn nhiều. Bản thân mình rất là thích cái màn hình của K20 bản Premium luôn. Đó. Và chơi game thì trên chiếc Note 10 Plus rất là to, cầm rất là sướng. Mình rất là ghét cái camera này. Mình ghi là ghét luôn, nó làm mất một chút đi. Nhưng mà thực ra nếu mà nhiều anh em không để ý thì cũng chẳng quan trọng. Đấy, nó làm mất một cái điểm thì chẳng may có ông địch ông nấp nấp vào cái camera này thì chết dở. Đúng không anh em? Đó. Bật loa của chiếc Note 10 này xem nào. Ok, nhảy đi. Đó, chúng ta phải nhìn rất là mượt không? Chiếc máy thực dạng cấu hình được dạng đẳng cấp thế giới này thì khỏi suy nghĩ luôn, rất là mượt này. Đó, anh em phải nhìn không? Đó, cực kỳ là mượt luôn. Ok, mình sẽ bật chiếc K20 xem như thế nào. Đó, các bạn nhìn không? Rất là mượt luôn nhá. Anh em thì thích màn hình ở chiếc máy nào? Mình sẽ vẫn thích màn hình chiếc K20 Pro hơn, bởi vì là bản thân nó nhỏ, mình cầm trên tay để chơi game nó vừa vặn hơn. Chiếc máy này thực tế là chiếc máy này để dành cho các anh em doanh nhân, các bác các chú doanh nhân, bởi vì là cầm trên tay nó to và nó chỉ dùng để làm cho công việc thôi. Ví dụ check văn bản này, check ảnh hình ảnh mà mọi người gửi cho hay là tất làm công việc thì nó sẽ tiện hơn, bởi vì có thêm cái bút ghi chú nữa. Chơi game thì hơi bị mỏi tay một chút đấy. Mặc dù là mình không dùng ốp nhưng mà mình cầm khá là mỏi tay. Các bạn mình nhé. Rất là mượt luôn nhá, em mình nhé. Đấy. Khỏi suy nghĩ luôn. Âm thanh rất hay luôn. Cô đi. Giết mình anh em. Anh em phải đánh tốt sẽ chuyển sang trên máy này xem nào. Đây, chúng ta nhìn thấy. Cũng rất là mượt luôn. Ừ.
Alo, alo. Câu nào nói tiếng Việt không nhỉ? Câu nào nói tiếng Việt không? Chán thật mấy cái ông này, chả ông nào nói tiếng Việt anh em ạ. Bóng đá Việt Nam đã hay như thế thì bọn này nó phải học tiếng Việt đi để mà còn giao tiếp với người Việt thì để học hỏi chứ anh em nhỉ. Chả chứ học hỏi gì cả, chán thật. Đâu rồi? Mà bắn đây, chém cho phát. Láo thật. Đấy, mẹ bắn hay như thế, có khi con địch nó nhìn thấy mình thì phải học tiếng Việt để học hỏi chứ. Alo, alo. Đó, anh em là gì không? Màu sắc cực kì đẹp luôn. Chơi cực kì sướng luôn. Nói về chơi game hai chiếc máy này thì khỏi suy nghĩ luôn. Mình muốn làm clip thật là ngắn để cho anh em dễ hiểu nhé. Nói chung là hai chiếc máy này chơi game thì khỏi phải suy nghĩ luôn. Không còn gì suy nghĩ cả. Vấn đề ở đây ấy là chúng ta cần những cái gì thôi. Hiện tại chúng ta có một chiếc máy giá tầm khoảng 10 triệu. Nhưng mà hình dáng trông bên ngoài giống như một chiếc máy chỉ tầm 5 triệu thôi. Mới luôn 100%. Còn bên này một chiếc máy thuộc dạng đẳng cấp luôn. Cầm trên tay là ai biết là Note 10 Plus nó rất là xịn, nó rất là đắt tiền rồi. Giá bên mình đang bán là hơn 15 triệu. Đây là chiếc máy chỉ hơn 10 triệu thôi. Nhưng thực tế và để chơi và để màn nhìn màn hình thì mình rất thích K10 Pro brand new luôn. Nhược điểm hiện tại bây giờ chúng ta sẽ chưa chạy được tiếng Việt. Nhưng thời gian sắp tới sẽ chạy được tiếng Việt bình thường anh em nhé. Cái vấn đề nó như vậy thôi. Về hình ảnh hiển thị thì mình vẫn thích K20 bản premium hơn. Và tất nhiên là cấu hình K20 bản premium thì rất là mạnh, rất là cao. Cao hơn nhiều so với cả, cao hơn tương đối nhiều khoảng mấy chục nghìn điểm so với chiếc Note 10 Plus nhá. Dung lượng lại 52GB, chúng ta sử dụng chiếc máy này mà chúng ta sưu tập những bộ phim Full HD không che, những bộ phim JLV mà chúng ta rất là khó để tìm kiếm trên mạng thì thoải mái luôn anh em này. Đó. Để mua chiếc máy này, hai chiếc máy này thì đơn giản thôi, mình bán cả hai. Và để mua ấy thì anh em cứ vào đường link phần phía dưới mô tả nhá để đặt hàng, hoặc là gọi điện cho mình theo số điện thoại là 025 652 6789. Website bên mình là msm.vn. Anh em xem thấy hay thì anh em cho mình một like, anh em thấy hữu ích thì anh em share cho mọi người cùng xem nhá. Và anh em subscribe để ủng hộ kênh YouTube của mình. Cảm ơn anh em xem clip, chào và hẹn gặp lại anh em nhá.